trong chiến tranh họ không đã không đủ kinh phí để có thể mua đá ở nước ngoài, cho nên lấy đá ở núi sông tới nước ngoài. Mình đứng vị vào đây để cho không thuộc làm đấy nhá, và những cái khách ở đây để đằng sau mình cắm biển qua. Cho nên là khi kiến trúc sư Nguyễn Đức Thụ sau năm 73 có làm cố vấn cho thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì nó có nói về cái việc là ngày xưa là ý của ông muốn nát cái đá granite nhưng mà không được. Trong đó thì chính lúc thì ông thủ tướng Võ Văn Kiệt mới đồng ý cho thay đi, thì chính là thay cái đá này. Đấy, và bây giờ chỉ có một số cũ là một số chỗ là vẫn còn giữ cái đá cũ thôi. Đó mãi. Thế hiện nay còn mình đang dừng chân ở thư viện đọc sách, hiện nay trong này còn giữ lại được hơn 2.500 cuốn sách thuộc đủ các lĩnh vực và ở ba thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt Nam. Còn nhà mình sang tham quan phòng tiếp khách của